Hello, ô Tết ơi, mình lại tiếp tục nhiệm vụ nè. Ê, bóc bàn tay này làm cái gì đó? Rồi, ok. Sao má ai chưa biết không? Đúng rồi. Chương trình những thử thách của chương trình thì luôn luôn đi kèm với những cái hiểm nguy. Lần đầu tiên à, bóng lại thêm một người sợ ma như Cody còn nhỏ à? Dạ em bây giờ vẫn sợ em. Ma ai vẫn em, còn em. Sợ ma em bây giờ vẫn còn sợ ma em nhưng mẫu tiết em có giờ thấy ma chưa mà em sợ ma? Em đang suy nghĩ à? Thế là em chưa thấy ma nhưng mà em rất là sợ ma. Nhưng cũng suy nghĩ như vậy nhưng mà nó... tại vì sợ những thứ mình không biết mà không hiểu. Ví dụ em cũng giống như là nhậm gì đó, mỗi tối nha, mà em chắc là ai cũng có cảm giác mà khi mà bắt đầu mình đi vệ sinh đúng không? Xong mình ráng mình chạy cái vèo eo nhảy lên cái giường. Tại vì lúc đó có cảm giác gì là ai đi sau lưng ai đi theo mình đúng ai không? Ai sau lưng gì á? Ai theo dõi mình đúng không? Ai theo dõi mình á? Không, người ta không theo dõi mình đâu, tại người ta nằm ở trong cái tủ áo mà. Em thì hay có cảm giác là nếu mà ở nhà một mình mà ngủ cứ có cảm giác kiểu ai mở cửa cứ cạch 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 cạch. Em thấy ma rồi, em nhớ rồi. Có đợt đó làm đi chơi Đà Lạt. Sau đó là đang cái đợt, lúc đó là khoảng tầm năm lớp lớp 10 thôi thì được lớp 10 ba mẹ dắt đi Đà Lạt chơi. Thì lúc đó là cái trong cái lúc đó là vô khách sạn á thì nó cũng ở Đà Lạt thì khách sạn hơi cũ cái thời đó. Xong rồi em nhớ là ngoài luôn có một cái máy tính. Cái máy tính là mình lúc đó còn nhỏ cứ thích cứ vô tính là chơi game thôi, cái mượn thấy máy tính đâu là mượn thôi. Thì lúc đó em vô tình mượn xong rồi em vô tình em quay một cái đoạn cái đoạn phim ở trên mạng rồi đó, mình quay lại thì cứ quay lại thôi không biết, nhưng mà tối về á thì cái lúc mà tối khuya rồi á thì mình hay ngồi mình lướt lướt lại những cái gì hồi chiều nay hôm nay mình sáng hôm nay mình chụp xong đi ngoài hết pin luôn. Trời ơi, cái đó ghê ghê đấy, một câu chuyện rất nhân văn. Lúc sau đó lại mới dâm lại quỷ à, thì cứ biết quỷ ra luôn á, câu chuyện ta đang gùng gợn. Rồi rồi, xong cái lúc đó là em thấy là tự nhiên ôi đây bảy bài rồi đó, khi mà coi trong cái hình ảnh phản chiếu lại á là có một người đứng sau nhìn em coi cái đoạn clip đó luôn. Nó là người thật là ba là con ma luôn, là ba vào bảo là khuya rồi bắt đi ngủ đi đúng không? Không phải là thì có hiểu không là trên cái đoạn clip đó cái gương của cái mặt gương của máy tính á nó phản chiếu lại hình ảnh người đằng sau đang đứng nhìn mình coi cái clip đó, mà em nhớ rõ luôn là cái người đó mắt rất là đỏ và đeo kính luôn. What? Người đó có giống như cái người nãy giờ ngồi cạnh em mà chị thấy không? Ôi đâu, quay trở lại với Mỹ Duyên. Tại sao em lại mang cái từ khóa này làm ấn tượng với các bạn ở đây quá vậy? Dạ ở đây là em không có sợ ma mà em rất thích thú với phim ma với phim kinh dị ạ. Em thích ma. Em thích ma. Anh em mình là bị lừa rồi. Em thích ma. Em rất ấn tượng với những chàng trai nào mà thả thính. Thả thính là phải mặn nha. Dạ. Thả thính nhạc là mình đẩy lại đúng không? Dạ. Chào anh em. Đâu? Nào, một bể thính mặn đâu rồi? Chuẩn bị nào. Chào mừng đến với biển xanh. Nào, thi nhau rồi anh em xem ai mặn nào. Gia đình tin em. Nào. Nào. Bây giờ Soho trước. Dạ. Dạ. Nghe nói em là người mặn nhất. Nhậm, lúc này em cũng mang theo một bao tải thính đến với chương trình. Nhậm này nhưng em không phải em rồi. Nhưng mà em ăn uống nhạt lắm, thật. Em ăn rất là nhạt. À. Thật. Còn thả thính à? Em có thả thính bao giờ đâu. Đến đây em toàn chân thành thôi, em chả thả thính bao giờ cả. Em không biết thả thính là gì cả. Ờ thế hả? Sao em ẻo với em? Em lương lẹo. Đó là hành động của sự lương lẹo. Em mặc bộ đồ mà em cảm tưởng mình như đám mây, em đang trôi lửng lơ. Đám mây. Đây một bể thính mà nãy giờ cứ giấu thôi. Anh tin vào Otis nè, thể hiện một câu coi.
Thật sự luôn, em cũng là người rất là chân thành. Trời ơi, sao lúc này các bạn chết rồi. Chị thấy không, lúc bảo nói thì không bao giờ nói. Em tiện là có cái bộ đồ mây trắng đây của em thì em đấy. Tiện là em mới chợt nghĩ ra là trời xanh, mây trắng, nắng vàng mà lại vắng em. Vắng ai? Vắng em. Em nào? Em nào? Chết nhìn nhầm. Em bên này nhưng mà bên này thì thỉnh thoảng mà cầm cái này lên thì vắng em cũng được. Đó, các chàng trai thả thính thì đôi khi cũng phải có tâm trạng. Dạ. Đó, các bạn ấy đang say mê với những câu chuyện ma Đà Lạt. Bây giờ đang ở Đà Lạt. Đi về. Lại thành phố. Tập trung. Trở về lại. Chị cũng hay quay tiếp nè anh em ơi. Từ từ để em xuống đi em hồi lại coi. Hồi lại. Để em cút rồi. Tất cả các anh không? Dạ thấy hơi mờ mờ tại em cận nhẹ. À em cận mấy độ? À 0.05. 0.05 chưa tới 1 độ nữa. Ở đây có ai cận nhiều em, không? Em nhiều. 3 độ em không nên nhìn thấy mặt bạn đâu hết tại vì em đang không được phép đeo kính áp tròng. À em đang mổ mắt hay sao? À, không ạ, chỉ là đang bị viêm một chút. À thế em có muốn ở gần gần hơn để thấy bạn không? Tại vì chị thấy em ngồi nheo nheo khó quá. Em ưu tiên cận 4 độ không? Thôi 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 đừng. Mà không nghe nó mới đi khám ơn. Ủa tiếng cho đẹp quá tắt lên. Còn 10 độ thôi mà. Đây, chờ tí. Nãy không thấy gì đúng không? Em thấy đây toàn cận. Bây giờ em mới nhìn rõ mặt mặt. Đây toàn cận kề. Tay chân nè, không nè. Nhìn thôi. Mấy anh em ở đây còn ngồi đây mà cứ tay chân. Mỹ Duyên ơi. Tay máy. Rồi ai cận nữa? Anh có một câu hỏi muốn hỏi em là. Ý là em có nhìn thấy anh rõ không? Chuẩn bị nhá. Hơi rõ. Nhưng mà nhìn thấy anh được đúng không? Dạ. Đúng rồi, từ đầu anh trường tới giờ chỉ có một mình anh để ý anh thôi đó. Xuyên đây. Thế còn ai? Lại thả thính nữa rồi. Ô Tít ơi. Ô Tít ơi. Ô Tít ơi. Dạ. Ơi xuống em ơi. Xuống đi. Xuống. Leo thôi mà đừng có ghẹo con nhỏ nữa, nhỏ dạ. Còn đang sang chấn tâm lý mà ghẹo. Thôi được rồi, để Ô Tít bay đi còn tụi mình lên, tụi mình sẽ cùng lên sân khấu. Dạ. Dạ. Thôi chúng mình nha. Và bây giờ sân khấu này là của Mỹ Duyên. Em hãy cùng mọi người sẽ có một trò chơi thật là thú vị nhé. Biết làm gì không? Vẽ chứ dù gì nữa. Không. Đâu có. Vẽ mặt hồi da bạn đẹp thiệt luôn. Anh Thanh ơi, rất dễ ơi. Anh Thanh ơi. Da bạn đẹp thiệt luôn. Anh Thanh mặt mặt. Đấy, đang là gần ở trung tâm nè. Dạ rồi, trò chơi của em là em sẽ chia thành. Trò chơi của em là em sẽ chia thành. Trò chơi của em là em sẽ chia thành. Trò chơi của em là em sẽ chia thành. Anh em ơi. Vũ trụ hoàn mỹ.